Xin kính chào các bác đã quay trở lại với kênh âm thanh của Duyanh Audio. Trong video này em giới thiệu một mẫu âm ly của hãng Pioneer, một trong những thương hiệu được các bác ưa chuộng tại Việt Nam. Hàng nội địa của Nhật, sử dụng điện 100V và có giải mã chuẩn 24 bit, nó ghi 96 kHz 24 bit trên này các bác nhé. Và vẫn có đường AV xuất tín hiệu giải mã sang âm ly khác được các bác nhé. Đấy. Và là mạch pre giải mã, ở đây nó có chỉnh sẵn bát check này và chỉnh tăng cả lao lốt trên âm ly các bác nhé. Đấy, tăng cả lao lốt bát check cộng trừ 6. Đấy, điều khiển này đi điều khiển gần như full chức năng của cái âm ly này các bạn. Đấy, tắt mở đầy đủ luôn. Đấy, chuyển kênh các kiểu rồi to nhỏ rồi tăng bát check, tăng lao lốt cũng khá là đầy đủ. Đấy, đây nắp cốp của máy, ở đây có một cái đèn xanh hắt, nó núm vào lùm trông rất sang xị mịn luôn. Đấy, và như tiêu đề thì em có nói thì cái hai con sò nó to như cái lá đa, thì thật ra thì nó to thật các bạn. Em nói hơi quá thế nhưng mà nó to thật. Các bác nhìn nó đây, đây là bốn con tay của em nữa, đây lại còn dư như thế này nữa. Sò này sò do Pioneer sản xuất. Pioneer dòng hybrid này, Umbri Textory đấy. Sò máy móc thì zin nguyên bản, có cả quạt tản nhiệt cho âm ly. Đấy, khi mà vặn công suất to lên thì quạt sẽ quay. Đấy, quạt sẽ quay. Bên này là dòng vỉ giải mã 24 bit của âm ly. Đây, có 3 đường giải mã quang vào. Đó, xuất sang bên này là giải mã ở đây nữa, vì trông rất là cao cấp luôn. Ở đây sẽ có hai cổng giải mã, một cổng có cái chữ là TV SAT này, thì các bác dễ nhớ hơn là TV là cắm cổng smartphone, Smart TV. Analog thì ở đây gồm có AUX này, CD này, VCR, TV, SAT, nhiều cổng analog lắm. Các bác yên tâm, không sợ thiếu. Ở đây năm sản xuất của máy ghi là 2003 này. Hàng nội địa Nhật, điện 100V, công suất 280W và được lắp ráp tại Indonesia. Ở đây chính là đường xuất tín hiệu sang âm ly khác qua cái đường phông RL này. Đây chính là đường giải mã sản xuất sang âm ly khác các bác nhé. Đấy, tiếng em sẽ test luôn. Ở đây đường loa ở đây sẽ có đường cầu loa A này và cầu loa B ở ngoài cùng này. Ở đây cửa đường loa phụ là Suda và Center nữa. Đấy, tổng ở đây có 9 cọc loa, 2, 4, 6, 8, 9. Đấy, ở đây thì đường phông này thì tạm thời em sẽ ngắt tạm cái này ra để các bác cảm nhận để rõ, chứ em cắm tất vào thì đánh cả âm ly cả kia thì nó không được rõ ràng. Đây thì em đã đường lấy được tín hiệu này sang âm ly khác, và ở đây em sẽ vặn một cái mức âm ly vừa phải này thôi. Đấy, và còn lại thì chỉnh trên âm ly này. Đấy, làm pre luôn các bác nhé, chỉnh bát check ăn theo luôn. Đấy, đây chính là pre. Đấy, kể cả lao lốt luôn các bác nhé. Đấy, kể cả lao lốt ăn luôn. Đấy, đây chính là khi xuất tín hiệu sang âm ly khác, các bác xuất sang đẩy ấy, thì tận dụng được cái mạch âm sắc của cái âm ly bát check và lao lốt, thì các bác có một con pre ngon trong tầm giá. Pioneer, một trong những thương hiệu được ưa chuộng tại Việt Nam. Máy móc nội thất thì cam kết zin, trông nội thất máy rất mới các bác nhé. Đấy, trông nhìn rất cao cấp luôn. Đấy, Pioneer. Âm ly về hình thức thì đây là dòng 6 kênh. Về hình thức của âm ly thì có những cái vết chày do vận chuyển từ Nhật về thì nói chung là khó tránh. Nhưng mà vết chày này thì thực ra khi mà em quay gần vào thì mới thấy rõ thôi, còn khi quay xa mà nhìn nó lướt qua thì gần như cũng âm ly thuộc diện khá đẹp. Ở đây nó sẽ ghi là 96 kHz 24 bit AAC converter. Đấy, nắp cốp của máy này. Ở bộ phận này thì em báo giá và kích thước của âm ly luôn này.
Omni có kích thước chiều ngang 42, chiều cao 16 và chiều sâu 37, giá để cho các bác chỉ có 2.300.000 đồng cho một mẫu Omni thương hiệu Pioneer, vừa có giải mã quang, vừa xuất tín hiệu AB sang Omni khác và đánh hai con sói STK rất to. Dòng này chơi loa cặp loa chính, cầu loa A bass 25 thì tuyệt vời luôn các bác nhé, không phải nghĩ luôn, bass 25 đánh rất ok luôn. Khu vực này là khu vực chọn tín hiệu đầu vào này, bật tắt mở Omni này. Đấy. Còn mở nắp cốp ra ở đây thì có phần chỉnh tông này. Tông ở đây là chỉnh bass check thì đây bằng tay, còn khi mà cầm điều khiển thì các bác chỉnh luôn. Ở đây tăng mid và loud lớt này. Đấy, chức năng loud lớt này, tăng sub bass này. Đấy. Bộ phận ở đây thì là cái phần chỉnh hiệu ứng âm thanh, còn tuner ở đây thì vì là hàng nội địa của Nhật, nắm ra là tần số nó chỉ đến 90 thôi, nó không có tần số của Việt Nam. Đấy, 90 hết rồi. Đấy. Và các bác chọn cổng TV SAT chính là cổng giải mã quang này. Còn cổng AUX này. Đây, AUX chính là đường analog các bác nhé. Đấy. Ở đây là cái phím xoay ấy thôi, xoay thì để chỉnh các cái như là bass check này, tông thì là bass check này. Đấy. Xoay cái núm này. Đấy. Còn đây là volume tổng, ở đây một cái đèn hát rất đẹp luôn. Ngoài ra thì trên điều khiển nó cũng đầy đủ hết rồi, cũng không cần đến để có cổng TV rồi, chỉ cần chuyển phát là xong. Đấy. Bass check ở đây rồi, bass check ở đây các bác nhé. Đây. Và loud lớt cái chữ midnight này chính là chữ loud lớt thì các bác nhé. Đây. Đấy. Các bác lưu ý khi sử dụng cái điều khiển của Pioneer là khi các bác ấn vào chữ receiver này thì nó sẽ chỉnh được bass check này, receiver chỗ này này. Và ấn vào đây và bấm bass check nó có tác dụng này. Đấy. Bass check cộng trừ 6 nó đốt là đủ, bass check đầy đủ hết. Hai con sò STK rất to luôn của hãng Pioneer sản xuất. Đánh chế độ stereo nghe nhạc phê luôn các bạn. Chuyện chế độ stereo, đây là direct này. Đấy, chế độ stereo nghe nhạc hai kênh thì phê luôn các bạn. Rất phê luôn. Ở đây em sẽ test luôn cho các bác cái đường cái chế độ 6 kênh stereo các bác nhé. Đấy. 6 loa này. Đấy. Ở đây là 2 rồi. 3 4 5 6. Các bác lưu ý cái đường Shurobeck ở đây nó sẽ ghi single, chỉ được từ một cái thôi nhá. Đây là một cái đây này. Đây này. Còn cái này thì phải vào cài đặt của máy nó mới có cơ, nhưng mà cài đặt thì em không biết ở chỗ nào. Về tại vì nó ghi ở đây là 6 kênh thì là 1 2 này. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. Đấy, đủ 6 kênh các bác nhé. Đây là chế độ 6 kênh stereo. Các bác có thể đấu thêm những loa con, loa phụ, loa trả lời các thứ vào để tăng cường thêm các cái giải bass, giải mid, giải check nữa thì cho dàn âm thanh của mình nó hay được hay hơn. Vâng, với giá chỉ có 2.300.000 đồng cho một Omni thương hiệu Pioneer, một thương hiệu nổi tiếng của Nhật và cũng được ưa chuộng tại Việt Nam, và phụ kiện kèm theo là một cái điều khiển để các bác tiện sử dụng hơn. Giá 2.300.000 không một ship các bác nhé. Giá này thì cũng rất là rẻ rồi, vừa có đường giải mã xuất Omni khác rất hay luôn, chuẩn giải mã 24 bit. Các bác mua hàng liên hệ cho em qua số điện thoại 0961255, hàng cho được giao toàn quốc. Và cảm ơn các bác đã xem video, xin chào và hẹn gặp lại ạ.